Thưa bác, chữ tài trong tánh người có nghĩa là gì và cho ví dụ ạ? À? Chữ gì? Tài. Tài á là tiền bạc. Thứ hai là cái tài của mình á, cái tài làm việc của mình, cái tài ngoại giao của mình, là cái tài ăn nói của mình. Cái chữ tài nó nhiều nghĩa lắm, thấy không? Bởi vì trong thế gian này, tiền, tài, danh, lợi, địa vị, tiền thì nó đủ thứ chứ không phải có cái tiền, có giấy 10 ngàn, 20, không phải vậy. Tiền đủ thứ hết, kể cả tiền nước ngoài luôn. Tiền, tài. Tài thì phải được quyền ăn nói và giải quyết bất cứ những cái chuyện gì đến với mình, gọi là tài, danh. Thì nên nhớ là cái danh nhỏ rồi danh lớn đủ thứ hết, từ làm ăn cho đến cái thân mình cũng muốn cho nổi tiếng hơn người ta, đó là cái danh. Rồi cái lợi, nói ra phải có cái gì thu lại cho mình, từ vật chất đến tinh thần, địa vị cũng vậy. Địa vị thì nhiều cái đẳng cấp địa vị lắm, chứ không phải là một. Vì thế mà Đức Phật ông gài là tiền tài danh lợi, phá đi cái thiền tông này. Cái bất cứ người nào mà ôm được bốn cái này vô rồi thì thiền tông mà khó lắm, khó mà đi vô được cái thiền tông. Tại vì cái đó là cái loại âm đã nhập thì cái loại dương nó không chịu nổi đâu. Mình ở đây nó thuộc về cực dương, thành cái loại âm không chịu nổi. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, chữ hành, chữ mạng có nghĩa là gì ạ? Chữ hành hả? Với chữ gì nữa? Mạng hả? Chữ hành là chữ làm việc á, hành động làm việc của mình. Từ thô là hữu vi, từ tế là vô vi, là hành. Mình hành động bằng tay chân là hữu vi, còn cái suy nghĩ nó là vô vi. Đó là chữ hành. Nói gì nữa? Chữ gì nữa? Mạng. Cái mạng này nó đúng là cái thân tứ đại là ta là trên hết. Rồi cái ý nghĩ của ta là trên hết, chữ mạng đó. Cái mạng này nó cũng hai cái loại, vô vi, hữu vi. Cái mạng này là ta là người giàu có, ta là người đẹp, ta là cái gì đó. Ta là người hiểu biết sâu xa, nó thuộc về vô vi, đó. Nó nằm ở trong cái đó. Đó, cái mạng, bởi vì con người ta chết vì cái mạng rồi nghi rồi ác này kia. Đó, thành ra bởi vì con người nó mang 16 cái thứ này, nó khó mà thoát ra được cái quy luật nhân quả lắm. Thế giới này gọi là thế giới nhân quả, mà nhân quả nó là gì? Nó cột lại cái 16 thứ tánh con người. Nhân quả nó cột 16 thứ tánh người để nó lôi đi theo nhân quả. Mà nhân quả mạnh nhất là cái gì? Là loại cô hồn. Tất cả mạnh nhất là loài cô hồn. Mình đừng có tưởng rằng là tôi tu cái này đã tôi đi lên đó, hoàn toàn không có. Tu, bây giờ tôi không nói cái đạo nào, thí dụ nói vậy, tôi tu mà cô làm phước cho nhiều đi, nó tuy là nó cột vào cái đạo á, nhưng mà khi mà thần thực thi nhân quả, anh có cái phước đức lớn quá, đẩy anh đi, đẩy lên các cõi trên. Không? Nhưng mà cái mà người ta nói đây tạo phước là do ai? Là do vị thánh nói đó. Mình phải hiểu cái này, đi xong vào cái đạo Phật truyền tông, nó phải giải thích rất rõ ràng cái này. Tự mình đi làm bất cứ vô một đạo nào, nếu mà mình không có phước đức hoàn toàn đi theo cái nhân quả này, chứ không hoàn toàn không có đi theo cái ham muốn của mình được đâu. Vì bởi vậy thiền tông nó bắt buộc phải có ba món. Một là anh ham muốn tới đó, hai là công đức. Còn bên vật lý anh phải có phước đức, anh mới lên được. Còn nếu mà vật lý thì anh phải phước đức, anh mới đi lên. Phước đức dương lên trên, phước đức âm ở trái đất này. Còn nếu mà anh bất cứ theo một cái đạo nào mà anh không có cái phước đức thì hoàn toàn anh đừng có mong thành tựu theo cái ý mình rồi. Còn đi theo thiền tông không công đức thì hoàn toàn không có thành tựu theo cái ý muốn mình là trở về Phật giới. Nên nhớ cái chỗ này. Đó, đạo Phật thiền tông ra đời là nó chỉ cho rõ cái phần này thôi, chứ không gì khác hết.